Chào các bạn à, mấy dâm phơi dưới nhá. Hai hôm nay ngoài Bắc Việt Nam trời bắt đầu nắng nóng. Phơi của các bạn nào? Những phơi này của mình là trong ống dâm. Tuy nhiên cát khá khô rồi, phơi có dấu hiệu là chững lại. Những phơi này mình ủ xong mình mới dâm. Để trong ống dâm nhé các bạn nhé, còn phơi bên này khá khỏe. Còn nhóm phôi mini cắt đúng ở cái củ gốc thì nghe có vẻ là không ổn, được 1-2 phôi thôi. Còn những phôi này thì 2-3 lần lọc rồi, ổn rồi. Thời gian mà dâm cây cảnh phù hợp nhất đó là mùa xuân. Bởi vì trời nồm ẩm, mùa xuân trái đâm chồi nảy lập. Riêng hai cắm cái mai xuống đất còn mọc mà. Bác Hồ cũng có câu nói là mùa xuân là Tết trồng cây, phải không? Thì đây những cây dâm mùa xuân đây, bây giờ là quá khỏe, quá ok rồi. Cho nên mình chia sẻ với anh em và các bạn. Nếu chúng ta có kỹ thuật tốt thì chúng ta dâm quanh năm được. Nhưng thời gian lý tưởng đó là dâm mùa xuân hoặc là cuối mùa đông. Còn các mùa khác, nhất là mùa hè như bây giờ, khi anh em và các bạn dâm, nó xảy ra hai hiện tượng, một là mọc, hai là chết. Và trời nắng nóng rất là khó bảo quản. Cây này là cây dưới to mình mất tiền mua. Thì đợt trước nắng nóng nó cũng bị xem lá. Đợt này nắng nóng cũng xem lá các bạn ạ. Bởi vì cây nó quá tốt, là lá non nó chưa kịp thích ứng. Tuy nhiên lá trong này cũng khá ổn. Lá trong này khá ổn. Mình xem cái lá trong này. Trong này là mình dâm bằng cát. Đất dâm, đất cát bẩn. Còn năm nay chủ yếu mình dâm bằng đất mùn đây. Khi mình vừa dâm xong thì các bạn thấy nó phủ kín hết cả lá, cả cành. Nhưng bây giờ thì nó đã sụt dần xuống. Mình làm cái này là mình che gà chứ không phải che cái gì đâu các bạn nhá. Mình điều kiện kinh tế còn khó khăn cho nên mình phải che gà. Mà có một điểm rất đẻo là càng che nó càng vào. Bởi vì khi nó che gà là chó nó không vào được. Nhà mình khó khăn nên chưa có chuồng gà. Chưa có vườn ươm riêng. Chó nó vào được cái gà, nó con gà mái nó cố tình lách vào. Đây cây này là trong cái video mình chia sẻ là muốn biết những phôi dưới như nào thì hãy đợi phần sau. Qua video thì không nhìn thấy nhưng mà qua mắt mình mình thử zoom lại xem nào nhá. Kìa có mầm kìa. Mình zoom xem mình lấy tay mình chỉ nhá. Ôi zoom không ổn các bạn ạ. À. Đây mình dừng lại xem nào. À giúp ổn. Ấy chỗ giữa màn hình nhá. Mầm mọc các bạn ạ. Rồi. Mầm đã mọc rồi. Thì trời nắng nóng này các bạn nên che lại nhá. Bây giờ mình ra xem những phôi cũng là phôi ở cây này nhưng mà nó ở ngoài hơn. Vẫn là cái phôi to ấy nhá. Phôi mình dâm tập thể. Đây cái phần gốc nó thò ra ngoài. Ôi, cái này quá ổn các bạn ạ. Các bạn nhìn cái mầm mà bên này này. Đúng chưa? Đấy. Quá ổn rồi. Đây. Mầm bên này quá ổn rồi, đấy. Nếu dâm bằng rác thì có lẽ mình là người Việt Nam đầu tiên dâm bằng rác. Mà mình nghĩ trên thế giới ấy, bởi vì mình không thấy ai dâm bằng rác đâu. Các bạn à, các quốc gia khác thì họ dâm bằng đất Acada, đất nung. Anh em đúng à, Bắc Giang thì dâm lại bằng bằng cát. Mùn cưa, sơ dừa mình dâm bằng rác. Ở đây, cây này ổn rồi, bắt đầu phục hồi các bạn ạ. Những phôi mãi trong cả xanh rồi. Tóm lại ok rồi. Đấy, mấy hôm nay trời nắng nhá, mình che kín vào nhá. Thì mình che trước khi trời nắng các bạn ạ. Mình che trước một hôm. Trước khi trời nắng mình che trước. Bởi vì mình rất bận. Các bạn nhìn mặt mình này. Mình phải đeo đèn pin nhá, mình chưa tưới cây. Cuối năm học sinh được nghỉ nhưng mà giáo viên bọn mình chưa được nghỉ. Ngày nào cũng đi 2 ngày các bạn ạ. Thôi hành chính mình ăn lương nhà nước rồi. Wow. Cái này ổn hơn mức tưởng tượng các bạn ạ này. Quá ổn rồi. Ui. Quá ổn. Mình che được một cái chăn này. Mình có cái lưới bằng
Wow, cây này cũng thế. Đây các bạn nhìn này. Những mầm trong này đấy. Quá ổn. Ok. Ui mầm bên này còn xanh hơn. Ui mầm bên này mới ổn các bạn ạ. Này. Hôm nọ nó khô nhá. Bây giờ này các bạn quan sát nhá. Đấy. Cái mầm. Mình che bằng chăn nhá. Chưa bằng lưới đâu. Ui này. Bạn nhìn này, wow, quá ổn. Thì ok rồi. Đêm nọ cái mầm này này nó bị khô. Đây. Nhưng mầm dưới lại xanh, quá ok. Bây giờ mình che lại hết rồi. Còn những cây khác mình không xem nhá, bởi vì mình xem hết rồi. Mình chia sẻ video hết rồi. Bây giờ về mình tưới cây nha các bạn nhá. Cái lô vải ở đây là mình đã chặt rồi nha các bạn nhá. Mình chặt quang rồi. Năm nay bỏ. Những cây nuôi cành mồi năm nay thì quá ok nhá. Cái này mà nó ngày sau nó bị trả tán này, nó bị vẹo ấy, mình cứ uốn lại này. Úi giời ơi. Bây giờ tưới cây gại. Bước nào bấm xong bây giờ mọc lộc rồi các bạn này. Lại vặt đi. Cho ưu tiên những cành ở dưới. Không bỏ ra mất các bạn ạ. Nuôi cành mồi. Cây này cành đỉnh cho nên cành bé bé thôi. Phơi dưới đặc biệt này các bạn nhìn này. Úi dâm này. Mình để mình không lọc mầm nhá này. Bằng ngón tay trỏ à, khủng chưa. À cái phôi này hôm nay mình quyết định tưới nhá. Hôm 30 nhỉ. Không phải bao nhiêu nhỉ, mình không xem. Mình chuyển dáng đây, không hề tưới nước này. 5 ngày sau đã mọc. 20 sao ấy, đúng 20. 20, 19 này mình chưa tưới nhá này. Mình bỏ ra tí mình tưới. Cho mày lấp lại con gà nó bới này. Khô các bạn ạ. Ua này. Từ hôm trời mưa giờ mình không tưới qua. Con người cũng thế mà con vật cũng thế, càng cấm lại càng thà làm các bạn ạ. Hôm nay con mình nói là đây. Thứ nhất đây mình rào lại này, con gà lại vào đẻ này. Rồi. Uầy, trứng hơi bị khủng đấy mà. Trong cái đó nhà mình có cháu nhỏ, vợ mình vẫn nhặt đi ăn đấy này. Này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uầy, 12 quả. Còn bên này hôm nay cũng có bị một con nó vào. Vào này. Nó bới tung cái bàn này. Ôi, đúng là cái gì càng cấm càng... Chắc mình lại phải rào thêm các bạn ạ. Cái gì càng cấm thì lại càng làm. Không phải con người mà con vật thế. Mình dừng video nha. Chúc các bạn là buổi tối ngủ ngon nha. Bây giờ là 20:35. Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023. Tức ngày 12 tháng 4 năm Quý Mão. Mình dừng video tại đây.